Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Một lần nữa xin kính chào toàn thể hội thánh của Chúa. Amen. Kính chào tất cả những người trên livestream. Amen. Chúng ta sẽ sẵn sàng để đón nhận lời của Chúa trong thời giờ này. Amen. Tôi có một đoạn kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ 43 cho đến câu số 48. Các con có nghe lời dạy: hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch. Nhưng ta bảo với các con: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con trở nên con cái của Đức Cha các con trên trời. Vì Ngài cho mặt trời xoay trên kẻ ác cũng như người thiện, và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. Nếu các con chỉ thương người thương mình, các con có gì đáng thưởng đâu? Ngay cả người thâu thế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu các con chỉ chào đón anh em mình mà thôi, thì có gì hơn ai đâu? Những người ngoại đạo cũng chẳng làm như thế sao? Thế thì các con hãy toàn hảo như Cha các con ở trên trời là đấng toàn hảo. Amen. Amen. Chúng ta cùng nhau cùng nguyện. Chúa Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh. Chúa Thánh Linh đầy dạy trên Chúa Giêsu. Và Ngài đã dạy dỗ cho các môn đệ của Ngài về bổn phận làm con của Cha trên trời. Một đời sống làm con của Cha trên trời phải như thế nào? Đó là điều mà chúng con ngày hôm nay cần phải học hỏi, để chúng con thật sự sống đẹp lòng Chúa của chúng con. Ý Cha sẽ được thành tựu trên đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, và chúng con tin rằng chúng con là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ chiếu qua đời sống chúng con, và thế giới này nhìn thấy chúng con và biết Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con nhân thì giờ trọng thể trong tay còn năng của Cha và thật tâm cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Tôi có một đề tài, đó là làm con của Cha trên trời. Amen. Làm con của Cha trên trời. Quý bà chị em có thắc không? Amen. Cảm ơn Chúa. Những lời làm chứng, những cái bài ca, bài hát nói về người cha, người mẹ của chúng ta, hiếu kính cha mẹ, đó là điều tuyệt vời. Amen. Và chúng ta ngày hôm nay, như anh Điệp đã nói rằng là tôi có một người cha trên trời. Amen. Một người cha thuộc linh. Amen. Và một người cha xác thịt đã sinh ra tôi. Cảm ơn Chúa. Amen. Và chúng ta có ba người cha. Amen. Và có một người cha lớn ta vô cùng tuyệt vời, vô cùng, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 5 thì bài giảng trên núi. Amen. Chúa Giê-xu dạy đó rằng là ai có lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời. Amen. Mà ai hòa giải thì trở thành con của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Rồi Chúa dạy là muối là ánh sáng. Amen. Mà Chúa dạy về chính Chúa đã đến, và chính Chúa đã đến để hoàn thành lời tiên tri và luật pháp. Amen. Ngài đến để hoàn thành những gì đã chết về Ngài. Ngài nói là Kinh Thánh đã chết về ta. Amen. Và Ngài đến thì tất cả những lời tiên tri về luật pháp mà đã ghi về Chúa Giêsu thế nào thì Ngài hoàn thành thế ấy. Amen. Hoàn toàn 100%, 100% không sai. Amen. Và Chúa dạy về sự giận dữ, rồi Chúa dạy về cõi tình, Chúa dạy về lý dị, Chúa dạy về sự thề nguyện, rồi sự trả thù, yêu kẻ thù, làm việc từ thiện. Chúa dạy về sự cầu nguyện, Chúa dạy về vấn đề kiêng ăn, rồi thông báo trên trời ánh sáng của thân thể. Amen. Chúa và tiền tài. Amen. Vấn đề lo lắng. Amen. Vấn đề lên án, sự tìm kiếm tổng hợp, xem trái với cây, và cuối cùng là Ngài dạy về hai nền tảng. Amen. Hai nền tảng xây đến trên đá và trên nền. Cảm ơn Chúa. Amen. Và cái điều vô cùng quan trọng ở đây đó là
điều mà hình như là khó nhất cho con người của chúng ta, đó là yêu kẻ thù nghịch. Amen. Yêu kẻ thù nghịch có phải khó không anh chị em? Rất khó đúng không ạ? Ai là người đã yêu kẻ thù nghịch được? Giơ tay cho xem nào. Từ các bạn bốn người hả? Ồ, cảm ơn Chúa. Hãy đi làm chứng và hãy khích lệ người khác. Amen. Để thật sự chúng ta là người yêu kẻ thù. Và yêu kẻ thù thì được làm cha trên trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ, và ở đây chúng ta thấy những nhân vật đó là các môn đệ và Chúa cứu thế Giêsu của chúng ta, và chính Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Amen. Trong đoạn kinh thánh này, điều đầu tiên thì Ngài nói rằng là các con có nghe lời dạy, hãy thương người láng giềng mà ghét kẻ thù địch. Các con nghe lời dạy rằng là thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch. Và như bản kinh thánh nói rằng là luật pháp dạy là yêu người láng giềng và ghét kẻ thù địch. Đó phải không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy được ở đây tại sao lời dạy về luật pháp nói rằng là yêu láng giềng mà ghét kẻ thù địch. Chúng ta biết không? Ở đây như vậy thì nó giống chúng ta có thể làm được đúng không? Phải không ạ? Như vậy là luật pháp với âm điển thì chúng ta thấy được rằng là luật pháp nó nhẹ nhàng hơn âm điển đúng không? Phải không? Luật pháp là yêu người láng giềng và ghét kẻ thù địch. Amen. Và tôi tin chắc rằng là chúng ta làm được điều này phải không? Đúng không ạ? Amen. Được không? Được. Những người láng giềng mình có thể yêu được, kẻ thù nghịch mình đấu thủ của mình ghét, chuyện đó làm được. Ôi, bây giờ chúng ta phát hiện ra luật pháp nó dễ hơn thằng điển. Phải không? Và tại sao Ngài dạy như vậy? Tại sao luật pháp lại dạy như vậy? Bởi vì chúng ta biết được là luật pháp dạy cho dân Israel và họ sống trong tội lỗi, họ sống trong xác thịt, họ chưa được tái sanh. Và luật pháp là để làm gì? Là tạm thời cho dân Israel để chờ đón Chúa cứu thế Giêsu đến. Amen. Tuy nhiên tôi nhất là một con chí đó là luật pháp dành cho người tội lỗi. Amen. Còn những người tin Chúa Giêsu cầu tội lỗi không? Đã xóa sạch tội lỗi rồi. Amen. 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 Như vậy thì Chúa dạy đó là hãy thương người láng giềng và ghét kẻ thù địch. Đó là luật pháp dạy. Amen. Amen. Và dân Israel có thể làm được, mà ngày hôm nay chúng ta cũng có thể làm được. Amen. Amen. Ôi, chúng ta cũng thấy dễ quá. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy rằng là nhưng ta bảo các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Yêu kẻ thù khó không? Yêu đáng yên thì dễ, nhưng mà yêu kẻ thù thì khó. Và nhiều người cũng la lớn lên rằng Chúa ơi, khó quá, con không thể yêu nổi kẻ thù không được, bởi vì kẻ thù của con làm con đau thương quá, làm con tổn thương, họ dài gặp con, họ làm đủ mọi cách làm con đau đớn tổn thương và đủ mọi điều, làm sao con có thể yêu nổi? Nhưng mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài, Chúa dạy các môn đệ của Ngài đó là chức phận làm con của cha trên trời. Amen. Bởi vì ân điển hoàn toàn khác với luật pháp. Amen. Luật pháp chỉ tạm thời cho những người trong xác thịt là dân sự của Ngài, họ chờ đợi đấng cứu thế đến. Như Galati nói rằng là luật pháp như thầy giáo dẫn đến Chúa cứu thế. Amen. Mà khi Chúa cứu thế đến rồi thì không cần phải luật pháp nữa. Amen. Thì những người trong Chúa cứu thế Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Amen. Và Chúa Giêsu của chúng ta khi Ngài đến
thì ngài được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Là con cả như lòng anh chị em. Và anh em Đức Chúa Giêsu thì được làm con của Đức Chúa Trời và là con thứ. Amen. Các bạn biết không? À, chúng ta là những người theo Chúa Giêsu, là con của Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu dạy họ cái cách sống để trở thành một người con của Đức Chúa Trời thật sự, là hoàn toàn khác với luật pháp. Bởi vì những người con của Đức Chúa Trời là những người đã được tái sinh. Amen. Phải không? Amen. Anh em nhờ nước và Thánh Linh mà sinh thì sao? Sẽ được vào thiên đàng. Amen. Amen. À, hãy chi sinh bởi Thánh Linh là xác định, hãy chi sinh bởi Thánh Linh là thần. Amen. Có nghĩa là một người sinh lại bởi Đức Thánh Linh là thần, vì người đó có một tâm linh đã được sống lại, và tâm linh đó rất khôn ngoan và rất là siêu nhiên. Và nơi mà Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự, amen, amen. À, nơi Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự, Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ ban phước, Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ thêm sức, mà Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ và dẫn dắt để người đó có thể yêu cả cuộc đời được. Amen. Amen. Tôi nhớ một lần kia tôi đi ra ngoài đường, tôi đi ra bảo lộc, tôi gặp một người phù nghịch tôi, làm cho tôi phải nói rằng là khiến cho tôi không còn cái gì hết. Và người ấy nói rằng là ông là đồ súc vật, hôm nay có quyền có chức, và hồi đó thì chưa hiểu về tiếng Lành, tôi bị bấp bênh và bị sỉ nhục rất nhiều. Nhưng mà khi tôi chọn mặt anh ta, thì anh quay lơ anh ngó vào bên trong, và tự dưng lúc ấy lòng của tôi yêu thương anh ta, và mắt của tôi nước mắt trào ra, tôi khóc, khóc thật, yêu thương thật người đó, bởi vì người đó ở trong tội ác, bị khống chế bởi ma quỷ, và ma quỷ đã sử dụng họ làm những điều chán ác, và tôi yêu anh thật sự. Và tôi đã nói trước mặt người đó rằng tôi nói thật anh, tôi rất yêu anh. Anh ấy, Chúa Giêsu dạy rằng hãy yêu kẻ thù. Mà Chúa Giêsu có làm được điều đó không? Được không? Được. Amen. Chúa Giêsu làm được điều đó. Và điều chúng ta thấy rõ nhất nhất đó là khi ngày trên thập tự giá bị đóng đinh, bị đau đớn vô cùng. Và ở dưới nó la lên đóng đinh, nói cái thập tự giá, rồi dùng những lời nhã báng, nó cứu người khác, nó cứu được mình đi, hãy xuống thập tự giá đi. Kẻ thù nghịch nào lên lớn lao vô cùng. Nhưng mà Chúa Giêsu có đặt lại cha, thì ngài tha cho họ vì họ không biết điều họ. Chúa Giêsu là người thuộc linh. Amen. Chúa Giêsu nhìn biết được Satan là kẻ đứng sau những con người la lớn đó. Amen. Là những người thù nghịch đó. Amen. Chúa Giêsu thấy rõ Satan khống chế họ, và họ trở nên công cụ của Satan, và để đấm lên Chúa Giêsu, giết Chúa Giêsu trên thập. Và ngày hôm nay những người thuộc linh là những người không có thù ghét những kẻ thù nghịch mình, amen, nhưng mà yêu kẻ thù nghịch mình. Amen. Amen. Phải không? Amen. Làm được không anh chị em? Amen. Được không ạ? Amen. Nhờ ơn Chúa để làm. Chúng ta không cầu sống trong xác thịt nữa. Amen. Bởi vì con người cũ chúng ta đã chết với Chúa Jesus Christ, tập tự giá rồi. Có người tội lỗi đã bị tiêu diệt đi rồi. Amen. Chúng ta không sống với con người tội lỗi đó nữa, nhưng mà sống một con người thuộc linh. Một con người đầy dạy Đức Thánh Linh. Một con người được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta về suy nghĩ lại và đọc lại Matthew đoạn 5 cho đến đoạn 7, để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu dạy rất kỹ về phận sự làm con của Đức Chúa Trời trong thời kỳ âm điện, trong thời kỳ mà chính Chúa Giêsu hiện diện, và cả sau này. Amen. Amen. Qua đoạn 8 thì ngài bắt đầu có làm phép lạ gì, phép lạ chứ làm nổi bên tập. Qua đoạn 10 thì ngài mới kêu gọi 12 môn đệ và sai họ đi. Amen. Amen. Ngài dạy dỗ họ bổn phận làm con của Đức Chúa Trời khác hoàn toàn với làm con của các thần khác. Amen. Amen. Và khác hoàn toàn với luật pháp.
nay đừng có ai, đó là Chúa Giêsu đấy đã lập trọn luật pháp nha. Amen. Chúa Giêsu đấy không phải lập trọn luật pháp, Chúa Giêsu không ở dưới luật pháp, nhưng mà Chúa Giêsu ở trên luật pháp, vì luật pháp dành cho người tội lỗi, và Chúa Giêsu chúng ta là người thánh khiết và không có một vết tích nào. Amen. Chúa Giêsu là Chúa của ngài Sa-bát chứ không phải là ngài Sa-bát là Chúa của Chúa Giêsu. Amen. Và những người theo Chúa Giêsu cũng vậy. Amen. Những người được lập công Đức Chúa Trời của vậy thì chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu dạy yêu kẻ thù và chính ngài đã làm điều đó cho tất cả các môn đệ này. Các môn đệ này biết chính Judas Iscariot là người bán Chúa. Chúa biết, nhưng mà Chúa vẫn rửa chân. Amen. Chúa vẫn ban bánh, Chúa vẫn dạy dỗ, yêu thương. Amen. Amen. Tức là kẻ thù địch nằm ở trong cái đoàn truyền giáo, trong 12 môn đệ mà ngài chọn mình. Họ biết bao nhiêu kẻ thù địch, bao nhiêu lần họ muốn tìm cách để giết Chúa Giêsu, nhưng mà ngài vẫn yêu họ, vẫn yêu họ. Nên ngày hôm nay chúng ta phải yêu kẻ thù mình. Amen. Hãy nói với người bên cạnh rằng bạn phải yêu kẻ thù. Bạn mới trở thành làm con của cha trên trời được. Amen. Đây là điều khó, nhưng mà Chúa nói là ta sẽ cho ngươi làm những việc lớn và khó, những việc ngươi chưa được biết. Amen. Hồi giờ chưa làm được, bây giờ ta làm được. Amen. Chúng ta thấy em đi có làm được không? Đứng trước mặt những kẻ thù, họ ném đá để đi biết rằng là mình sắp về với gia đình, để đi thấy mặc khải Chúa Giêsu đứng dậy, có nghĩa là sẵn sàng đón tiếp để đi. Nhưng mà để đi vẫn nói rằng là thưa các cha các con, trong lúc này mà ông vẫn thưa các cha đoàn bảy của ông bộ. Tức là thấy không, ông vẫn tôn trọng những người thù địch, những người chuẩn bị giết mà ông vẫn tôn trọng và rất mềm mại để nói cho họ thưa đứng đàng hoàng và ông giả một bài không? Một người xác thịt lúc này thì có giả nổi không? Nhưng mà một người đầy dẫy Đức Thánh Linh và Đức Tin, đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh thì người ấy có thể giảng trong lúc này. Amen. Và nói với họ như là những người cha, những người anh của mình. Amen. Rất khiêm nhường. Amen. 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 Nên quý bà anh chị em, chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu nói là mùa gặp thì tập trung, nhưng mà con gặp thì chính cha chủ của mùa gặp sai con gặp. Có nghĩa là ngày muốn chúng ta là con gặp. Amen. Ngài muốn chúng ta là những người truyền giáo đến nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa. Và Ngài trang bị cho chúng ta, giống như Ngài đã trang bị cho các môn đệ của Ngài. Trước hết vì phận làm con của Cha trên trời. Và chúng ta đi trở lại, đó là Chúa dựng nên con người giống hình ta và giống như ta. Amen. Để quản trị thế giới này. Amen. Có nghĩa là giống cái bản tính của Đức Chúa Trời, giống bản chất của Đức Chúa Trời, có sự sống đời đời và có tiếng tốt tuyệt vời vô cùng. Amen. Amen. Và giống như ta có nghĩa là quản trị, điều hành, phán phạt, chức vụ, đó là điều giống cha thiên đàng. Và khi Chúa Giêsu đến thì Ngài phục hồi lại tất cả những con người ở trong tội lỗi, ở trong sự nô lệ của Satan để trở thành con của Đức Trời, giống Chúa, giống cái bản tính của Chúa Giêsu. Hãy đồng tâm tình như Chúa Giêsu đã có. Điều gì nữa, giống chức vụ của Chúa Giêsu là giặc của bạn. Amen. Nên những gì mà Chúa dạy cho chúng ta ngày hôm nay, bộ phận làm con của Cha trên trời, thì chúng ta cần phải có những gì Chúa dạy về tiền bạc và chính trị. Chúng ta xem tiền hơn là Chúa hơn, chớ là tôi hát chủ. Amen. Amen. Mà thờ yêu chủ này và ghét chủ kia. Chúng ta yêu Chúa hơn là yêu tiền hơn. Amen. Chúng ta cần phải nghiên cứu điều này. Amen. Đó là rất là nhiều điều mà Chúa giải đây về sự trả thù.
trả thù. Nhưng mà hắn, họ bảo mình đi một dặm để đi dặm rưỡi, họ đánh má này đưa má này kia. Amen. Được không anh chị em? Ở đây cũng khó đúng không? Chỗ này cũng khó, chỗ này cái gì cũng khó hết phải không? Nhưng mà trong đấy tôi cái lời không khó. Amen. Tôi là đừng mãi sợ. Bây giờ sống ba đem sức cho tôi. Amen. Biết bao nhiêu điều mà Phao Lô chỉ đủ làm được. Có vô cùng và ông nói là tôi làm được mọi sự và nhớ đấng ban thêm sức cho tôi. Amen. Chúa Giêsu làm được. Amen. Em tiên làm được. Amen. Và Sao Lơ là người bất tử đạo Chúa, phải không? Và giết nhiều người, phó tội nhiều người. Amen. Nhưng mà khi gặp Chúa rồi thì ông sao? Ông quay 180 độ và trở thành người rao giảng phúc âm và chịu nhiều đau đớn vô cùng. Amen. Amen. Không ai giống như Phao Lô. Ở trong trong đoạn 22 của công vụ thì ông cũng đứng lên trước cái tòa. Đường cho Thái có là lý không? Phúc lý không? Nhưng mà Chúa luôn luôn giải thoát chứ không? Và trước Agrippa, trước tổng thống, và ông nói với dân Israel, ông nói rằng là thưa các anh và các chị, giống như Ê-ti đã nói, chắc có lẽ là ông đã học bài học với Ê-ti. Bởi vì lúc mà giết Ê-ti thì sao giờ tôi gặp tại đó. Amen. Bây giờ ông cũng thưa các cha, thưa các anh, và ông giảng một bài như Ê-ti đã giảng. Amen. Ô, điều tuyệt vời quá. Cảm tạ Đức Chúa Trời của chúng ta, phải không? Chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Trong cái lúc mà người ta tìm để giết mình, cố tình để giết mình mà thưa các anh các cha mà giảng cho họ một bài để cứu họ thì điều rất là khó, rất là khó. Nhưng mà Phao-lô cũng đã làm được. Và biết bao nhiêu môn đồ sứ đồ của Ngài, họ cũng sẵn sàng làm được. Họ sẵn sàng chịu chết vì tiếng lành của Chúa. Họ sẵn sàng và sẵn sàng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẵn sàng đi cải thù. Amen. Nếu kẻ thù nghịch chửi anh chị em thì anh chị em thưa các anh, thưa các cha. Hôm nay thế nào là nhờ Chúa ban ơn cho tôi và có thể là cơ hội để giảng cho họ, chứ không phải cơ hội để đổ mặt phía tay sừng lên trong xác thịt. Amen. Hãy lợi dụng cơ hội để mà giảng phúc âm. Hãy lợi dụng cơ hội để mà giảng phúc âm. Chúng ta nhớ điều này, bởi vì chúng ta là nhân chứng của Chúa Giêsu, chúng ta phải giảng phúc âm. Amen. Amen. Và giảng phúc âm phải giống Chúa Giêsu và phải theo những gì mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Chúa Giêsu dạy rằng các con sẽ nghe lời dạy của người xưa rằng chớ giết người. Ai giết người sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà ta bảo các con, ai giận anh em mình, người ấy là đáng bị trừng phạt. Ai mắng anh em mình là ngu xuẩn, người ấy đáng bị trừng phạt. Ai mắng anh em mình là đồ điên đồ khùng thì người ấy đáng bị ném vào. Có những cái điều chúng ta không thấy bên ngoài, nhưng mà bên trong của chúng ta, chúng ta ghét người này, chúng ta ghét người. Có không anh chị em? Bực bội khó chịu. Có không? Như vậy là phạm tội giết người rồi, đúng không? Và bị hình phạt. Chúa dạy điều gì? Điều đó là chắc chắn. Chắc chắn. Ứng nghiệm hoàn toàn. Anh nghe là được phước, làm theo là được phước, mà anh không làm theo thì anh bị đó phạt. Đó là thật sự. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng là lời ta sẽ phán xét. Amen. Lời Chúa sẽ phán xét. Tất cả lời của Chúa đã được ghi chép rồi. Ai làm theo thì được phước, và ai không làm theo thì bị trừng phạt. Xác thịt dẫn đến sự chết, thánh linh dẫn đến sự sống và hình thành. Chúng ta bước theo thánh linh hay là bước theo xác thịt? Ở những người con của Đức Chúa Trời, chúng ta không bước theo xác thịt. Amen. Nhớ một cách vô tư tôn, họ chia năm xẻ bảy, họ phân rẽ lộn xộn, phản tội. Và Phao-lô nói rằng, tôi nói với anh chị em, không nói với người như người trưởng thành. Nhưng mà anh chị em, con ở trong đó biết, anh chị em ghen ghét, anh chị em đố kỵ, anh chị em sống trong xác thịt, anh chị em phân rẽ,
ta là người của Apollo, ta là người của Sefa, Peter, ta là người của Phaolô, ta là người của Anh Đức. Họ đang chia năm sẽ lại như vậy sao? Tinh thần chia rẽ là tôn độ trong tâm linh, tinh thần xác định là tôn độ trong tâm linh. Bởi vì chúng ta mới tin Chúa nên là tôn độ trong tâm linh, chúng ta chưa hiểu, chưa hiểu nên chúng ta sống trong xác định. Nhưng mà ngày hôm nay họ đã là 30 năm rồi, chúng ta không thể nào nói rằng là tôi là tôn độ trong tâm linh. Tôi vẫn ganh ghét, tôi vẫn ganh tị, tôi vẫn xác thịt, tôi vẫn chia rẽ, nói ra là không có cái dừng mà nói ra là chia rẽ. Như vậy thì chúng ta phải sửa lại. Amen. Phải sửa lại. Paulo đã làm được rất là nhiều điều khó, và ông nói là cũng là được mở sự là giờ đang tăng thêm sức cho tôi. Và rất là nhiều người đã làm được, chứ không phải chỉ là Ê-ti, Paulo và tấm gương của Chúa Giê-xu. Rất là nhiều người làm được. Và tôi tin chắc rằng là bởi sự vui giúp của thân tôi có thể làm. Và tôi đã làm được những điều mà rất khó, đó là yêu kẻ thù. Amen. Yêu kẻ thù. Và nếu ai đánh tôi thì tôi cũng đưa má bên kia luôn. Ai chửi thì vẫn cười, không có sao cả. Và chúc phúc cho người này, cầu nguyện cho kẻ đó. Amen. Cầu nguyện cho kẻ đó. Những người tóc tới chúng ta là những người thù nghịch. Phaolô dặn Timôthê trong Timôthê đoạn 2 đó là hãy khấn nguyện nài xin, hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cho các chức tánh, cho người này, cho người kia. Phải cho người mà tóc tới, cho người nhạo báng, cho người thù nghịch, hãy cầu nguyện cho họ để anh em được bình hòa yên ổn. Amen. Bởi vì khi mình cầu nguyện, mình chúc phước cho họ thì điều gì xảy ra? Mình chúc phước cho họ thì họ tốt. Amen. Mình tưới nước cho cây nào thì cây nó xanh tươi và tốt. Amen. Nó không còn khô héo. Nên cái người nào được chúc phước, người đó là tốt. Amen. Mà tốt có thể đất lợi cho chúng ta. Amen. Không? Nên những người lâm cận của chúng ta là yêu thương kẻ lâm cận, nhưng mà bây giờ chúng đó là yêu kẻ thù nghịch. Amen. Và cầu nguyện cho kẻ đắc bớ. Nên có những người đang cầm có thể đắc bớ chúng ta, những người trong gia đình có thể đắc bớ chúng ta. Amen. Nhưng mà chúng ta là người thuộc linh, là cầu nguyện cho kẻ đắc bớ. Hãy cầu nguyện cho kẻ đắc bớ. Đó là một địa vị làm con của Chúa Trời. Amen. Phải vậy không? Hãy cầu nguyện cho kẻ đắc bớ. Cảm chúng ta cảm ơn Chúa. Hậu thân trong Công Vụ đoạn 4 câu 21, khi họ bị bắt bớ, Phaolô, Phi-rơ bị bắt bớ, rồi năm giờ đủ mọi điều, thì hội thánh của Chúa cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Mà khi họ cầu nguyện thì một nhóm rút đầu và họ đầy dậy Đức Thánh Linh và tiếp tục mạnh mẽ làm chứng nhận cho Chúa và không ngừng nghỉ. Không sợ những người hù dọa, không sợ những người bắt bớ, nhưng mà kính sợ Đức Chúa Trời và biết được chức vụ của mình làm con của Đức Chúa Trời thì tiếp tục là chứng nhận cho Chúa Chúa Thế Giêsu. Hãy được trở thành đại sứ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bởi vì Chúa Giê-xu đã giao cái quyền đó cho chúng ta rồi. Phải không ạ? Như vậy chúng ta cảm ơn Chúa. Điều thứ nhất, luật pháp dạy yêu người láng giềng, ghét kẻ thù địch. Điều thứ hai, Chúa Giê-xu dạy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bất bớ anh chị. Amen. 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 Chúng ta hãy theo Chúa Giê-xu. Amen. Amen. Và hãy làm những gì mà Chúa Giê-xu dạy. Hãy nghiên cứu cơ thánh để biết Chúa Giê-xu dạy gì, để chúng ta hãy làm theo. Vì chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-xu, là con của Cha trên trời. Amen. 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 Và điều thứ ba, giống Chúa. Amen. Điều thứ ba là phải giống Chúa. Trong câu 4:14, nhưng ta bảo với các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Rồi câu 43 nói rằng để các con trở thành con cái của Cha các con ở trên trời, vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. Ở đây chúng ta thấy được rằng là Chúa muốn chúng ta trở thành con cái của Cha trên trời. Amen. Amen. Hãy làm theo và chúng ta trở thành con cái của Cha trên trời, và chúng ta sẽ thấy được rằng là bản tính của Đức Chúa Trời của chúng ta.
là thuộc tính của Đức Chúa Trời của chúng ta ở đây đó là Ngài cho vì Ngài cho mặt trời soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như kẻ bất chính. Amen. Đó là một Đức Chúa Trời của tình yêu, một Đức Chúa Trời yêu thương, một Đức Chúa Trời công chính. Amen. Amen. Và Ngài là Đấng đã sáng tạo, Ngài điều hành mặt trời, Ngài điều hành các đám mây trên trời có thể mưa xuống, có nghĩa là Ngài đáp toàn năng. Amen. Và Ngài biết cái nhu cầu của thế giới, Ngài biết cái nhu cầu của con người, và Ngài biết rõ nhu cầu của con Đức Chúa Trời. Amen. Là những người công chính, Ngài mưa cho người công chính thì Ngài cũng mưa cho người bất chính. Mặt trời Ngài soi cho người công chính là người thiện, và Ngài cũng soi cho kẻ ác. Amen. Nên Ngài là Đức Chúa Trời có sự công chính, và Đức Chúa Trời của tình yêu là Đấng sáng tạo, và Ngài là Đấng toàn năng, không có gì khó cho Ngài. Ngài là Đấng toàn tri, Ngài biết tất cả mọi sự. Amen. Ngài biết nhu cầu của con người và Ngài phải làm gì. Amen. Chúng ta nhìn thấy nào, Đức Chúa Trời dựng nên khoảng không, Đức Chúa Trời dựng nên sự sáng, rồi Đức Chúa Trời dựng nên nước trên khoảng không và nước dưới khoảng không, đó là mây. Mây nước trên khoảng không, mây nước dưới khoảng không là nước ở dưới đất. Đức Chúa Trời dựng nên đất và biển, và Đức Chúa Trời tạo nên mặt trời, mặt trăng, các vì sao. Tất cả là bởi ý tưởng của Đức Chúa Trời, tất cả là bởi Đấng toàn tri. Ngài biết tất cả mọi sự, Ngài dựng nên từng tiết mục, Ngài dựng nên từng mặt trời, mặt trăng, đất này khoảng không hay là mây như thế nào, nó có việc của nó. Amen. Nó sẽ đem lại kết quả theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mây, nước lên cho thằng này đổ người xuống, mà nếu thế giới này không có mưa thì sao? Israel 3 năm 6 tháng không mưa thì sao? Chết đói, cây cũng chết, mọi thứ đều chết, và không chết đâu gì được. Không mưa cũng không được, không nắng cũng không được, không có mặt trăng cũng không được, bởi vì nó có cái trách nhiệm. Có nghĩa là mỗi loài, mỗi điều mà Chúa đã tạo dựng này, nó có cái việc của nó phải làm. Amen. Amen. Phải làm mà không thể thiếu được. Rồi nhờ Ngài dựng nên con người để quản trị giống Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng Ngài là Đấng toàn tri. Quá tuyệt vời. Nó thiếu một điều, thiếu mây thôi là con người cũng chết. Không có mưa thì con người cũng chết. Amen. Và thiếu mặt trời thì con người cũng chết, và mọi vật cũng chết. Nên Ngài dựng nên mỗi mọi vật, con người đều theo sự khôn ngoan, sự toàn tri của Đức Chúa Trời. Bởi Ngài tạo dựng nên là Đấng toàn năng. Amen. Và Ngài hiện diện dẫn dắt họ và Đấng toàn tại ở với họ, và đây là điều mà chúng ta nhìn thấy Chúa của chúng ta quá tuyệt vời. Amen. Quá tuyệt vời. Ngài yêu thương bằng tình yêu đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta suy xét lại những gì Chúa đã sáng tạo là ích lợi. Amen. Là ích lợi. Và Chúa tạo dựng nên chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Và khi con người đánh mất cái vinh hiển của người làm con của Đức Chúa Trời thì đau khổ đến đau khổ, chết chóc đến chết chóc. Và Chúa Giêsu đến để phục hồi lại. Chúa Giêsu đến dạy họ cách làm con của Đức Chúa Trời như thế nào, để họ làm theo, để họ xứng đáng là con của Đức Chúa Trời và sống như thế nào. Bởi vì khi Chúa Giêsu đến dẫn dắt con người trở thành con của Đức Chúa Trời để làm gì? Để hưởng gia tài của Đức Chúa Trời, hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, hưởng quyền năng của Đức Chúa Trời, và trở thành những người siêu nhiên, là người con của Đức Chúa Trời. Thật sự có một con người siêu nhiên làm những phép lạ lớn lao cho Đức Chúa Trời. Amen. Và hưởng sự sống đời đời, và hưởng cõi đời đời trong tương lai nữa. Cả ngàn năm bình an, chúng ta là người trong trị với Chúa Giêsu của chúng ta được. Amen. Amen. Nên những gì Chúa Giêsu dạy về phán xử làm con của Chúa Trời thì Chúa dạy là hãy hiếu kính cha mẹ thì tìm ra hiếu kính rồi, đúng không? Amen. Được phần thưởng nhiều không? Amen. Cảm ơn Chúa. Hồi trước là kẻ thù, phải không? Kẻ thù là tổn thương rất là nhiều gia đình này, bất bớ quá tất cả tôi. Nhưng mà yêu kẻ thù. Amen. Amen. Và yêu kẻ thù. Amen. Và điều đó chúng ta làm được. Và cảm ơn Chúa
chúng ta trở thành con của Cha trên đời. Amen. Hãy nói với người bên cạnh lặp lại là con của Cha trên đời. Hãy yêu kẻ thù nhé, đừng có trả thù. Yêu Chúa trước hết, trên hết. Amen. Không có yêu những gì của thế gian này. Thế gian này là thứ yếu thôi. Tiền của cũng là thứ yếu thôi. Và thế gian coi coi tiền đó là thần của họ. Amen. Thần tài. Amen. Họ tìm kiếm tiền bạc mà thôi để sống một đời sống vinh quang hay là chức quyền cái gì đó. Nhưng mà chúng ta có một tấm, đó là Cha trên đời. Và bây giờ chúng ta thật sự là con của Cha trên trời, bởi vì chúng ta làm theo những gì Chúa Giêsu dạy. Amen. 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 Mà nếu mà không làm thì chúng ta không phải là con của Cha trên trời được. Cảm ơn Chúa. Cho nên là nếu các con chỉ thương người thương mình thì các con có gì đáng thưởng đâu, giống như luật pháp không, đúng không? Yêu, yêu người lân cận với người ta, yêu mình yêu lại. Còn những người thù địch họ ghét mình ghét lại, đó là luật pháp. Và yêu những người yêu mình, các con có đáng thưởng gì đâu. Amen. Hãy làm lớn hơn nữa. Amen. Amen. Hãy làm việc lớn hơn nữa. Nếu các con thương người thương mình, các con có đáng gì đâu, đáng thưởng gì đâu. Ngay cả những người con thế cũng làm như thế. Nếu các con chỉ chào đón anh chị em mình mà thôi thì các con có hơn gì ai đâu. Những người ngoại đạo cũng chẳng làm như thế sao? Amen. Đây là đời sống thường ngày. Ghét rồi không chào luôn. Tâm ham chị em. Ta ghét nó bực người đó rồi, thù người đó rồi, yêu nhà tình. Nhìn người ngã mạng, coi như lơ luôn, chẳng bao giờ cả. Nhưng mà ngày hôm nay, Chúa nói là nếu là như thế là các con có thưởng gì đâu. Có ích lợi gì người ngoại đã có làm được. Điều đó mà. Nhưng mà bây giờ các con hãy chào hỏi họ. Tại vì bắt tay không? Tôi bắt tay mấy người thường địch không thèm bắt tay tôi. Nhưng tôi cứ giơ tay bắt tay. Có những người là bắt tay nhưng mà những người ngó đầu mà đưa tay bắt. Giống như là bị nể là phải đưa tay bắt, nhưng mà người thì ngó qua phía bên kia. Đây là cái cách sống thường ngày chúng ta cần phải chào hỏi. Amen. Mà khi chúng ta chào hỏi thì làm cho người đó có gì đó cáo trách trong lòng của họ, và họ có thể gần gũi mình, và gần gũi thì chúng ta cơ hội để làm chứng. Những người đó mà những người thù địch mà khi mà chúng ta bắt tay chúng ta chào đón họ thì con người la lên: tôi là ai mà quý vị chào đón? Tôi là ai? Tôi là người tội lỗi quá kìa. Họ thấy họ tội lỗi quá, họ thấy họ tội lỗi quá, nhưng mà mình vẫn chào đón, mình vẫn bắt tay. Oh, và họ được Chúa đồn chạm vào, họ khóc. Và những người đó đến với Chúa sẽ tốt, rất tốt đấy. Amen. Cái cách mà Chúa dạy có nghĩa là làm thế nào để chúng ta biết phẩm sự của mình là con của Cha trên trời, và chúng ta cũng đưa nhiều con người ngoại đạo, nhiều con người ở trong bờ lỗi xì xích của Satan trở lại làm con của Cha trên trời. Nên chúng ta phải sống như Chúa đã sống. Amen. Amen. Còn không là chúng ta sẽ giống như là phần cách với họ. Đúng không ạ? Chúng ta là gia cấp. Có nhiều anh chị em tin lành thì thôi chơi với mấy người tin lành thôi, chứ còn không có chơi với người ngoài. Mà ai chơi với người ngoài đó, người đó không thuộc luôn. Đúng không ạ? Ai chơi với người ngoài, người đó không thuộc luôn, còn chơi với thế gian không ạ? Có chừng nữa, cầm ngực thì đen. Nhưng mà chúng ta phải biết chúng ta là ai. Amen. Và chúng ta chơi với họ để cứu họ, chứ không phải chơi với họ để giống như họ. Chúng ta là những người được Chúa Giêsu truyền giảng là hãy đồng hóa thế gian trở nên môn đồ của Chúa. Amen. Hãy đồng hóa thế gian trở nên môn đồ của Chúa. Nên chúng ta cần phải hãy toàn hảo như Cha các con ở trên trời là đấng toàn hảo. Các con thì cũng gọi là hãy trọn vẹn như Cha các con ở trên trời là trọn. Amen. Đây là lời Chúa Giêsu dạy. Chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta bắt đầu làm được 1, 2, 3, 4 điều. Nhưng mà Ngài nói là hãy toàn hảo. Đây là mục đích của chúng ta. Amen. Hãy tiến tới cái sự toàn hảo. Hãy giống Cha của chúng ta thật sự. Amen. 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 Phải giống Chúa. Cuộc đời chúng ta phải giống Chúa thật sự. Bởi vì chúng ta là con. Và luôn của Chúa Giêsu là con cả, là anh cả của chúng ta. Ngài giống Cha thật sự. Và Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình. Amen.
Amen. À, và thần tính của Đức Chúa Trời đổ xuống trên Chúa Giêsu và tất cả sự toàn hảo của Đức Chúa Trời đều ở trong Đức Con. Amen. Nên hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu sống như vậy, Ngài giống Đức Chúa Trời, Ngài giống Cha hoàn toàn, hoàn hảo hoàn toàn, và Ngài trở thành tấm gương cho chúng ta, và Ngài đã dạy cho môn đệ của Ngài, và chúng ta thấy các môn đệ của Ngài cũng trở thành toàn hảo. Amen. Như Chúa Giêsu là toàn hảo. Amen. 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 Các môn đệ, bởi vì thánh linh của Đức Chúa Trời ở đây. Amen. Ngự trong chính đời sống của chúng ta, thì chúng ta nhờ thánh linh mà sống. Amen. Chúng ta được sống bởi Đức Thánh Linh, hãy nhờ Đức Thánh Linh mà sống, chúng ta hãy bước theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ toàn hảo. Bởi vì khi chúng ta chớp suy nghĩ sai, Thánh Linh sẽ bao cấp, Thánh Linh sẽ nhắc nhở. Khi chúng ta nói ra những lời sai lầm thì Thánh Linh sẽ nói con sai rồi, con hôm nay nói như vậy tổn thương người khác, con hôm nay nói như vậy lời đó là thuộc về của thế gian, nhưng mà bây giờ con phải nói khác, nói theo như ta đã nói. Amen. Amen. Chúa Giêsu nói là những lời đã nói với các ngươi không phải bởi ta nhưng mà bởi Cha. Và Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ khi bị bắt bớ, khi bị bắt bớ là dễ dàng, bớ thì cả thù mà. Amen. Nhưng mà các ngươi đừng chuẩn bị nói gì, lúc đó Thánh Linh từ trong lòng các ngươi sẽ nói. Amen. Amen. Lúc giận dữ này nguy hiểm lắm mà nếu chúng ta nói ra những lời giận dữ. Amen. Thì sao? Amen. Thì nó không có tốt đẹp gì hết, nhưng mà ai chờ đợi Thánh Linh mà nói ra bởi tình Thánh Linh. Amen. 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 Có một câu thơ của Chúa bị bất bớ rất nhiều, bị tù đài và bị sỉ nhục rất nhiều. Amen. Nên người này, những người cầm quyền, và khi gặp những người cầm quyền, nhất là những người công an, người này giận dữ, luôn luôn giận dữ và nói những lời không tốt đẹp, nhắc lại những chuyện xưa của họ làm. Amen. Và chính những người mà họ trực tiếp với một số đó. Amen. Họ nói tại sao anh thì khác, đối với tôi thì khác, nhưng mà ở một số đó luôn luôn hàng học với chúng tôi, cái sai phạm và những người đi trước chúng tôi, chúng tôi không có sai, nhưng mà tại sao một số đó hàng học với chúng tôi? Tại vì đó ta không có tiếng khóc, đúng không? Không có tiếng khóc tại tôi cắt đi sớm. Amen. Nên chúng ta hãy cố gắng, lúc bị đánh bớ, lúc bị mắng nhiếc, lúc bị tấn công, hãy nhớ rằng chấp nhận vì phần thưởng các ngươi trên trời là lớn lắm. Amen. 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 Chúa Giêsu dạy các ngươi rộng lắm. Amen. Nó lấy điều chữ nó không cho các ngươi thì các ngươi hãy rất lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi là trên trời là lớn lắm. Amen. Amen. Bằng được không anh chị em? Amen. Được không ạ? Amen. Để chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẵn sàng làm thêm. Amen. Nếu chúng ta yêu cha mẹ, yêu kính cha mẹ, chúng ta sẵn sàng hy sinh vì cha mẹ. Amen. Nếu chúng ta yêu vợ, sẵn sàng hy sinh vì vợ, giống như Chúa Giêsu yêu vợ thánh, sẵn sàng chết vì vợ thánh. Amen. Để làm cho thánh lên thánh, để làm cho thánh vinh điển không với công nhân không như giống như bạn là thánh là không cho chết được. Amen. Yêu ai thì chúng ta sẵn sàng hy sinh cho người đó. Amen. Nếu không hy sinh cho người đó là không yêu. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Tôi có được lại. Luật pháp dạy yêu người láng giềng, ghét kẻ thù địch. Amen. Bởi vì luật pháp là tạm thời cho dân Israel. Amen. Và cho chính họ. Amen. Là những người sống trong sách thì chưa được tái sinh. Amen. 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 Và họ có lời hứa và đang chờ đợi Chúa cứu thế Giêsu đến. Amen. Nên lời của luật pháp dạy dỗ rất là nhẹ nhàng. Amen. Họ có thể làm được bởi vì họ là con người xác thịt. Amen. Họ có thể làm được điều đó. Amen. 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 Bởi vì luật pháp của thầy giáo dẫn lấy tâm thuyết. Amen. Amen. Họ phải chờ đợi, họ là người được dạy dỗ, được học hỏi. Amen. Để dẫn đến Chúa Giêsu, để biết Chúa Giêsu trong ngày Chúa Giêsu đến, đó là thánh Messi. Và khi Chúa Giêsu dạy thì Chúa nhắc lại luật pháp, và Chúa dạy ngay hiện tại là Chúa Giêsu đã đến rồi, Ngài hoàn thành kinh luật và kinh tiên tri một chấm một nét không sai. Amen. Ngài đã hoàn thành rồi, và tất cả những vấn đề của Chúa Giêsu ở trong thời kỳ ăn điển và được Chúa dạy cái cách làm con của một Đức Chúa Trời
Ở trong Cựu Ước thì chúng ta thấy nói về con Đức Chúa Trời tìm nó rất là ít. Nó mà một tôi đọc thấy một vài lời mà chúng trách họ thơ lại hình tượng bỏ Đức Chúa Trời, chúng trách họ bỏ Cha trên trời, chúng trách họ. Nhưng mà trong Tân Ước thì con Đức Chúa Trời nó rất nhiều. Amen. Bởi vì vấn đề của Chúa Giêsu là người đầu tiên đó là con Đức Chúa Trời mà được học hỏi để có một cái nền tảng vững chắc. Và qua có một các sứ đồ thánh linh của Chúa Trời đổ xuống trên họ thì họ dạy dỗ cho hội thánh của Chúa và hội thánh đứng trên chân các sứ đồ, có nghĩa là đứng trên nền tảng của các sứ đồ đã học nơi Chúa Giêsu. Amen. Và tất cả những người làm con của Đức Chúa Trời phải như vậy. Và điều thứ ba đó là phải giống Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn năng toàn trí tồn tại, và Ngài cũng là đấng yêu thương, Ngài là đấng công chính, Ngài là đấng nhân từ thương xót chằn chằn và giàu ơn, và Ngài đã làm ơn cho chúng ta thì Ngài cũng làm ơn cho những người cùng với chúng ta. Nên chúng ta là người giống Chúa để chúng ta có thể yêu kẻ thù, chúng ta không trả thù, chúng ta là ánh sáng, chúng ta là muối của đất. Chúng ta phải làm điều này, chúng ta phải kiên ăn cầu nguyện, phải cầu nguyện với Cha trên trời, và điều đó Chúa muốn chúng ta hoàn hảo như Cha các ngươi là hoàn hảo. Amen. Cảm ơn Chúa, xin hôm nay chúng ta cùng đứng lên. Tôi kêu gọi mỗi một đời sống của chúng ta hãy áp dụng lời của Chúa cho chính đời sống của mình. Hãy áp dụng những gì mà Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu dạy từ Ma-thi-ơ đoạn 5 cho đến Ma-thi-ơ đoạn 7. Hãy áp dụng cho chính đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta sẵn sàng áp dụng không ạ? Sẵn sàng đứng lên lời Đức Chúa Trời, tin cậy lời Đức Chúa Trời và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Sẵn sàng áp dụng những gì mà Chúa Giêsu dạy và những gì mà khó nhất, nhưng là không trả thù và yêu kẻ thù là những điều khó cho chúng ta. Hay là yêu Chúa hơn là yêu tiền bạc là những điều nhiều lúc nó khó cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ làm được. Khi chúng ta con phục cái ý quyền của Đức Thánh Linh và đấng lãnh đạo chúng ta, thì chúng ta sẽ vâng lời và sẵn sàng con phục cho lên trên. Amen. Amen. Và giờ này chúng ta đưa ta lên. Ai là những người sẵn sàng áp dụng cho chính đời sống của mình, sẵn sàng được sự sức giàu, được Thánh Linh đầy dẫy, và chúng ta sẽ làm được mọi sự như Chúa, như Phaolô đã nói rằng là vì Chúa ban ơn thì sức cho tôi. Xin hãy đưa ta lên, hãy đưa ta lên, và tôi sẽ phục vụ cho quý vị trong thời gian. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nên yêu quý của Chúa con. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã sức giàu cho lời của Ngài. Ngài sức giàu cho mỗi một đời sống của chúng con. Ngài sức giàu cho chính mình con. Và bây giờ anh chị em con đang giơ tay lên đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời và áp dụng lời của Đức Chúa Trời trên đời sống họ để họ xứng đáng là con của Cha thiên đàng. Và họ phải bày tỏ một người con của Cha thiên đàng là bày tỏ như thế nào như Chúa Giêsu đã dạy. Họ phải yêu cái thù, cầu nguyện cho cái bắt buộc. Ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu đến, Thánh Linh của Đức Chúa Trời tràn đầy trong đời sống của họ, tràn đầy trong đời sống của họ. Và bởi Thánh Linh của Chúa họ có thể làm được mọi sự. Bởi Thánh Linh của Chúa họ có thể làm được mọi gian khổ họ chịu đựng được. Tâm tự giá họ chịu đựng được, sự đau đớn, sự chết họ có thể chịu đựng được, và họ sẽ chống tổng định của Chúa Giêsu và quán phục cho đến chết, thậm chí trên cây thập tự. Trong danh Chúa Giêsu đi, còn công bố rằng tất cả những người giơ tay lên, họ sẽ kết quả cho Chúa, họ sẽ là chứng nhân cho Chúa Giêsu của chúng con, họ đem điều lên đầu trở lại với Chúa, bởi vì Ngài đến phục hồi chính đời sống của họ, trở thành con của Đức Chúa Trời giống Cha trên trời, thì họ sẽ đem nhiều người khác trở về với Đức Chúa Trời và giống Cha trên trời. Họ dạy dỗ chính đời sống của người khác giống như Chúa Giêsu đã dạy dỗ chính họ. Và Chúa Giêsu đã bày tỏ hãy đi khắp thế gian giảng chúng ta cho mọi người nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, và phải bắt tay cho họ và dạy họ mọi điều mà đã truyền cho các người. Đúng như vậy, lời của Đức Chúa Trời được dạy dỗ, Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ làm con Đức Chúa Trời thế nào, thì riêng Chúa cũng cho họ dạy dỗ những người mà họ đã đem về với Chúa. Bổn phận làm con của Đức Chúa Trời phải giống Chúa thế nào, giống Chúa thế nào, để họ có thể hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, để họ trở thành những người siêu nhiên và những người siêu nhiên của Đức Chúa Trời, và để họ thể bước vào trong cõi tương lai, trong cõi đời đời và ở với Chúa luôn luôn. Cảm ơn Ngài.
chúng con vui mừng và tạ ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, các phước hạnh thiên liêng được tôi nói dây trò đó. Chúa tạ ơn. Trong danh Chúa Giêsu, biết tổng tông bố những cái phước hạnh đó đổ xuống trên từng cá nhân, trên từng gia đình, đầy dẫy mọi sự, tận mưa đắp mọi sự, sức khỏe bằng sáng, thân vương cả phần hồn, tài khoản của họ không bao giờ thiếu. Đây càng vào đây càng vào đây càng. Amen. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài những gì đó. Ô thánh công, thánh ơi, xin Ngài đổ xuống. Xin Ngài dạy dỗ những cái bí mật chúng con chưa biết. Xin Ngài nhắc nhở, xin Ngài dạy dỗ để tất cả những bí mật của việc chúng ta đó được mở ra cho chúng con. Được mở ra cho chúng con bởi vì sự bí mật thuộc về Chúa. Thứ bài đó thuộc về chúng con và con cái của chúng con. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha trong danh Chúa Jesus đấy. Không công bố những người đứng trước mặt Chúa ở đây. Họ đây giải đức tin. Giảng gì? Giảng gì? Và công bố. Công bố ra. Và đem nhiều người trở lại với Cha. Con cảm ơn Cha. Họ sẽ làm những gì Chúa Jesus đã làm. Và làm những việc vĩ đại hơn nữa. Vì Chúa Jesus đã về cùng Cha và phó thác cái quyền rao giảng phúc âm, chữa lành, giải cứu và làm cho họ những người xấu trở thành những người tốt đã giao cho họ rồi. Như Phaolô đã nói, sứ mạng giảng tin lành đã giao cho tôi, để tôi không giảng thì người khác sẽ giảng, nhưng tôi sẽ đi. Chức vụ đó đã giao cho tôi ở trong tôi. Xin Chúa cho mỗi người cũng nhận chức vụ đó đã giao cho mỗi một chúng con. Chúng con phải làm, chúng phải làm, chúng con không mắc lỗi. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.